Kính thưa quý vị thân mến, thì tiếp tục về kỹ sử cây bonsai. Hôm nay Long sẽ quay và gửi đến quý vị một số tác phẩm cây bonsai mini lùn lực. Thì để quý vị mình cùng xem và chiêm ngưỡng. Thì trước mắt quý vị đấy là một tác phẩm mái chiếu thủy da đen. Cây này rất là già cỗi rồi. Tổng chiều cao của nó rơi vào khoảng 30 quý vị. Đường huân thì 40. Cái này đường huân của nó là cổ éo là 40 nha quý vị. Một tác phẩm mini lùn lực. Bộ bông tai bông tàng thì cũng được làm thành phẩm rồi. Cái này thì chúng ta sở hữu thì có thể chơi được rồi. Quá tuyệt vời. Quý vị có thể thấy được cái độ duyên dáng của bộ bông tai bông tàng ở phía dưới này quý vị. Già, cây già lắm rồi. Hết cát luôn. Không còn vết thèo nào ở trên kia thân cây này. Quá xuất sắc. Về cái bộ phần thân đệ cũng rất đẹp, rất liên lạc nha quý vị. Long sẽ quay một vòng cho quý vị và con cô bác mình xem. Cái này thì không có con xoáy nên là Long xoáy thủ công. Để Long xoáy cái mặt kia rồi quay cho quý vị mình xem mà đánh giá kỹ hơn về cây này. Rồi sau đó Long sẽ báo giá về tác phẩm nha quý vị. Vâng thưa quý vị, đây là cái mặt phía sau này. Hiện tại tác phẩm thì Long đã quay lại cái mặt phía sau. Thì quý vị và con mình có thể ngắm nhìn tổng quan hơn về cây. Bộ bông tai bông tàng cũng rất là mịn nha quý vị. Cây lùn lực tổng chiều cao nó rơi vào khoảng tầm 30 thôi quý vị. Từ dưới gốc lên tới phần dốc ngọn luôn nha quý vị. Thì các cái tác phẩm Long quay ấy, thì Long đều tuyển lựa những cái tác phẩm đẹp để gửi tới quý vị và con cô bác mình chơi cây cho nó chất lượng. Những tác phẩm mái chiếu thủy mà nó già cỗi như thế này thì đáng để ta chơi. Một cái bonsai thì nó cũng vừa chơi vừa tâm để bàn thôi quý vị. Ở clip lần này Long sẽ giới thiệu cho quý vị và con cô bác mình 5 tác phẩm nha quý vị. Và Long sẽ báo giá quý vị và con cô bác mình ai yêu thích tác phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp để mình giao lưu. Rồi thì đối với một tác phẩm bonsai mini lùn lực như thế này thì có giá tại nhà vườn là 30 triệu nha quý vị. Một tác phẩm rất xuất sắc. Huỳnh, đường huỳnh thì cũng rất là lớn nha quý vị. Huỳnh 40. Bộ bông tai bông tàng thì cũng được làm hoàn thiện rất là duyên dáng luôn. Thì Long cũng chia sẻ để quý vị và con cô bác mình giao lưu và nếu như mà yêu thích đủ duyên thì chúng ta có thể liên hệ để giao lưu những tác phẩm này. Rồi thì không để quý vị và con cô bác mình đợi lâu, Long sẽ đưa quý vị và con cô bác mình đến một tác phẩm thứ hai và một tác phẩm nu vào công rất là đặc sắc và cũng rất là có giá trị. Đây thưa quý vị, đây là tác phẩm tiếp theo Long giới thiệu đến quý vị và con cô bác mình. Long xin lỗi, đấy không phải là tác phẩm nu vào công. Long nhớ lộn, tác phẩm nu vào công thì Long sẽ để vào clip sau quý vị. Tác phẩm này là tác phẩm thứ hai, là tác phẩm trung nu nhóm 1. Một tác phẩm mái chiếu thủy trung nu nhóm 1 rất đặc biệt. Thì quý vị nhìn thoáng qua cũng đã thấy được cái độ duyên dáng của bộ bông tai bông tàng, cũng như những nốt xanh và là cái độ già cỗi của tác phẩm. Rất là kinh khủng luôn quý vị. Xoáy chiều nào thì cũng đều thấy được sự già cỗi và các cái nốt xanh nó thể hiện rõ trên thân cây. Cây cũng liên lạc. Đế cũng rất là đẹp quý vị. Thì Long quay chi tiết cho quý vị và con cô bác mình xem được kỹ hơn về cây. Về mặt thân đế thì nó là quá tuyệt vời rồi. Cây này để trải bẹt đều hết quý vị. Thì quý vị nhìn sơ qua một cái tác phẩm như thế này, quý vị cũng đã cảm thấy được tác phẩm nó là một tác phẩm có giá trị rồi. Đây là phần thân đế. Thì Long sẽ quay hết cái phần thân đế luôn quý vị và con xem. Mặt sau cũng rất là liên lạc. Đây thưa quý vị, kể cả mặt phía sau nó cũng rất liên lạc và đều nha quý vị. Về cái độ duyên, cái độ mình của tán cây, nhìn từ trên xuống chúng ta cũng đã thấy được. Quá xuất sắc luôn, cây rất là mình đều.
bông tai bông tang đều từ trước ra tới phía sau đều đều hết cả quý vị nhé. Mình nó như một cái nấm thật là huyền diệu, quá tuyệt vời, một tác phẩm rất là xuất sắc đó quý vị. Thì để Long quay tiếp về một phần chi tiết ở phần dập ngọn ở phía trên này cũng được làm cân đối và sắc sảo lắm quý vị. Đây phần dập ngọn phía trên rất là đều và mình bộ bông tai bông tàng cũng rất là lớn đó quý vị. Này quý vị nhìn thấy kia ở cái cổ eo chỉ số 1, chỉ số 2, cái lùn lực kinh khủng, bông tai bông tàng đều và lực già lắm, cây này già. Thì Long sẽ bảo thông số của tác phẩm này, thông số của đây á, đường quả nhẽo ở đây là 50 nhé quý vị, quả nhẽo là 50. Tổng chiều cao của cây là rơi vào 40 quý vị, tổng chiều cao của cây là 40 và tán rồng là 50 nhé quý vị, tán rồng 50, đường huyền 50, chiều cao là 40, quá cân đối. Thì quý vị cùng nhìn tổng quan tác phẩm này thì cũng đã biết được là cái cây nó có giá trị như thế nào. Nếu như mà đúng những ai yêu thích về dòng bonsai, về đặc biệt là dòng máy yêu thủy thì chắc hẳn biết được, đoán được cái giá trị của tác phẩm này. Một tác phẩm máy chiếu thủy trung nu rất là già cỗi rồi. Cái này thì Long cũng bảo giá luôn cho quý vị và con cô bác mình để tiền trong việc giao lưu. Nếu như mà ai yêu thích thì có thể liên hệ. Tại vì những cái tác phẩm như thế này nó xứng đáng để chúng ta chơi. Quá xuất sắc, quá tuyệt vời. Già, cái này già, già cỗi kinh khủng luôn quý vị. Giá rẻ như kiểu hóa thật luôn rồi. Một tác phẩm này thì ông bảo giá tại nhà vườn là 50 triệu quý vị. Một tác phẩm như thế này là 50 triệu. Thì nếu như mà quý vị, bà con cô bác mình ai mà yêu thích về dòng bonsai thì chắc chắn cũng hiểu được giá trị của nó. 50 triệu thì cái giá là cái giá giao lưu nó cũng khá là mềm. Thì kính mời quý vị bà con cô bác mình nếu như mà ai yêu thích thì có thể liên hệ trực tiếp với Long để giao lưu tác phẩm này. Và sau đây thì Long sẽ tiếp tục đưa quý vị đến tác phẩm tiếp theo là tác phẩm số 3 nhé quý vị. Là một tác phẩm máy chiếu thủy nu gò cong. Đây thưa quý vị, đây là một tác phẩm máy chiếu thủy nu gò cong. Cái này thì là cái bộ bông tai bông tàng nuôi cũng đã gần hoàn thiện rồi. Một tác phẩm trực lắc rất là đẹp, các chi cũng rất là lớn quý vị. Này chi số 1 cũng rất lớn, các cái đường co lắc ở phía trên thì cũng rất là điêu luyện. Cái này có cái đường huyền ở cổ eo này quý vị là 28 nhé quý vị, đường huyền ngay cổ eo này là 28. Những nốt nu gò cong chính hãng luôn quý vị. Đây là cái dòng máy chiếu thủy mà nu gò cong là cái dòng số 1 rồi, rất là tuyệt đẹp. Các cái bộ giám chi thì cũng đã nuôi khá là lực, khá là lớn rồi. Đây là cái phần tổng quan ở phía trên của tán cây quý vị. Để phía sau thì cũng rất là đẹp nha quý vị, liên lạc hoàn toàn. Cây thì gần như là không có một vết thèo nào luôn quý vị. Bộ bông tai bông tàng thì cũng rất là lớn rồi. Quá xuất sắc cho một tác phẩm máy chiếu thủy nu gò cong quý vị. Thì tác phẩm này thì hiện tại bộ bông tai bông tàng nó chưa hoàn thiện nên là cái giá cả thì nó có mềm hơn. Một tác phẩm như thế này là có giá là 17 triệu quý vị. 17 triệu đồng quý vị nhé, tác phẩm số 3. Rất là xuất sắc luôn quý vị. Rồi thì Long không để quý vị và con cô bác mình đợi lâu, Long sẽ tiếp tục đưa quý vị đến chiêm ngưỡng một tác phẩm máy chiếu thủy mini thôi. Nhưng mà tác phẩm này thì là một tác phẩm cái đã thành phẩm rồi, chúng ta sở hữu thì có thể chơi được và cái rất là già. Để Long gửi đến quý vị tác phẩm thứ tư ở clip lần này nhé quý vị. Tác phẩm tiếp theo, một tác phẩm siêu mini quý vị. Một tác phẩm siêu mini về dòng máy chiếu thủy. Cái này
có tổng chiều cao nó rơi vào 15 thưa quý vị, tán ngang thì rơi vào 25, chiều rộng của tán cây 25, đường hoành ở cái cổ éo là 22 quý vị nhé, rất là kinh khủng. Thì đây quý vị có thể nhìn thấy cái các cái bộ giám xương của nó rất là đều và mình các cái bóng tay bóng tàng cũng cân đối. Bonsai mini mà được như thế này thì nó là cũng là thuộc loại hàng hiếm rồi quý vị nhé. Tán cây cũng rất là mịn quý vị. Quay cái mặt phía sau lại cho quý vị và con cô bác mình nhìn. Đây thưa quý vị, này những cái đường có lắp của bộ phận thân đế ở phía dưới, rồi các cái từng lớp của tán cây được phân bổ rõ ràng, phần dập ngọn cũng rất là sắc sảo quý vị nhé. Đây thưa quý vị, phần dập ngọn cũng rất là sắc sảo. Quá xuất sắc cho một tác phẩm như thế này. Cái này tuy nhỏ nhưng mà giá trị nó cao nhé quý vị. Quý vị nào mà yêu thích về dòng bonsai chắc hẳn thì cũng nhận định ra được cái giá cả của tác phẩm này. Tại vì tác phẩm này nó già cỗi lắm rồi, già cực kỳ già rồi quý vị nhé. Không đơn thuần là một tác phẩm máy thủy mini nhưng mà nó trải qua là hàng chục năm rồi. Kinh khủng luôn, bám phủ liễu phong luôn mà. Phần rất ngon này. Cái dăm chi dày lắm quý vị, dăm chi rất là dày luôn, dày và mình đều. Đây là cái mặt phía sau thôi, còn mặt tiền ở phía trước này rồi. Đấy. Đây là mặt sau quý vị, mặt tiền ở phía này thì đây. Đây là mặt tiền của nó quý vị. À. Quá tuyệt vời, một tác phẩm bonsai máy chiếu thủy mini lùn lực. Cái này thì chúng ta chơi để bàn thì cũng rất là phù hợp. Cái này có giá tại nhà vườn là 17 triệu quý vị nhé. Thì Long cũng bảo để quý vị bà con cô bác mình tiền cho việc giao lưu một tác phẩm bonsai máy chiếu thủy mini lùn lực. Thì nó tuy nhỏ nhưng mà nó có giá trị ngang cái tác phẩm cây thứ ba. Cây thứ ba cũng cây 17 triệu. Tác phẩm này thì cũng tương tự như vậy, tuy nhỏ nhưng mà nó sở hữu rất là nhiều yếu tố về tính chất gia cội, về tính nghệ thuật, cũng đã được thả hồn vào cái tác phẩm này. Rồi thì không để quý vị và con cô bác mình để lâu, Long đưa quý vị các bạn đến chiêm ngưỡng một tác phẩm cuối cùng để chúng ta có thể đánh giá và giao lưu về cây. Rồi một tác phẩm tiếp theo và cũng là tác phẩm cuối cùng ở trong clip lần này đó quý vị. Thì tác phẩm này Long giới thiệu đến quý vị và con cô bác mình một tác phẩm cây sam núi trái. Cái này có đường hình đây là 40 nhé quý vị. Sam núi trái được tạo dáng bonsai cũng rất là đặc biệt ạ. Cái này thì các cái phần lụa cây rất là già rồi, các cái phần lụa thân. Nhưng mà cái để cái cây thì nó là này là một cái cây nhưng mà nó bị lụa thân ở phía giữa quý vị nhé. Nhưng mà cũng rất là sắc sảo. Nó tạo cho tác phẩm thêm vẻ già cỗi. Đây. Sam núi trái quý vị nhé. Một tác phẩm sam núi trái. Cái này già lắm rồi. Già cực kỳ già, nhưng mà cái giá trị của nó thì nó mất cái giá trị ở cái chỗ là nó bị lụa thân đó quý vị. Nhưng mà ai chơi về thích về chơi cái lụa thì tác phẩm này thì là một tác phẩm quá tuyệt vời để chúng ta sở hữu và chơi. Đây cây đang ra trái quý vị. Nhưng mà quý vị nhìn thì có biết được là cây sam núi trái hay sam núi bông. Cây đang cho ra trái. Quá xuất sắc cho một tác phẩm như thế này. Thì một tác phẩm này thì cái này thì giá giao lưu 15 triệu thôi quý vị. Một tác phẩm sam núi trái. Đường hình thì nó là 40 quý vị nhé. Nhưng mà nó bị lụa thân. Nên là cái giá cả thì nó cũng khá là thấp, khá là mềm. Chứ còn cây này mà nếu như mà cây này đặc thì đặc một cốt mà nó đặc thì cái này có giá trị là
như thế nào, quý vị có thể cảm nhận được đấy. Một tác phẩm Sam Núi mà hơn 40 thì không dễ kiếm được. Sam Núi Trái quý vị nhé. Có giá giao lưu tại nhà vườn là 15 triệu để quý vị và con cô bác mình giao lưu. Rồi như vậy thì ở cái tác phẩm ở clip lần này thì Long cũng đã quay 5 tác phẩm gửi đến quý vị và con cô bác mình. Thì nếu như mà ai mà giao lưu thì có thể liên hệ trực tiếp với Long để giao lưu những tác phẩm này nhé. Rồi, cảm ơn quý vị và con cô bác mình đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này của Long. Long xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip sau ạ.